Ừ. Thiệt tình là con hết biết nói cái gì luôn Vì không biết loan tin đồn giả cũng là một cái tội hả Cậu tưởng tôi tới đây mà không đem theo bằng chứng gì sao Hình gốc nằm ở đây đều có trên báo hết Không phải là tin đồn nhảm có đúng hay không Sao ba cậu có thể gạt mẹ cậu qua lại với trợ lý được chứ Không phải là quá đáng lắm sao gì vậy? Dạ? Khi nào mẹ cậu kiểm tra xong, ba cậu lợi dụng lúc mẹ cậu không nhìn thấy cái gì hết mà ra ngoài lừa gạt bẫy như vậy. Là người nhà thì tôi không thể nào không quan tâm được có đúng hay không? Cậu mới vừa nói chuyện gì hả? Ờ, à, mẹ. Là ai? Ai đang ngoại tình với ai? Hồng Muôn Hồ và Thư Ký chung sao? Mẹ mẹ mới vừa nghe thấy chuyện gì vậy hả lúc nãy chị đã nghe rất rõ rồi còn gì không môn hô và thư ký dục gì thôi đi gì chứ cậu không thể nào che giấu mẹ câu chuyện này được tất cả mọi người đều biết hết rồi còn gì ra ngoài nè gì vậy cụ kêu gì ra ngoài nè chuyện gì đây chuyện gì đây gì điên rồi hả Mẹ của con đang bị bệnh Mà gì còn nói những chuyện quan đường nữa Đương nhiên là không phải rồi Cậu đã xem hình rồi đúng không Ba của cậu ở khách sạn với thư ký chung Gì yeah. à Nếu như cậu không tin thì có thể tự mình kiểm tra mà Được rồi Con sẽ đi tìm hiểu chuyện này Nếu như chuyện này không phải là sự thật Dì sẽ không thoát được tội đâu Cậu nói rất là đúng Lúc đó thì cậu sẽ biết tôi nói không hề sai <laughs> Tôi muốn cô đọc Nội dung bài báo đó giùm tôi Tôi chuyện đó cô không nghe tôi nói gì sao? Đọc toàn bộ nội dung, không được sót một chữ nào hết. Dạ. Một chính trị gia người đã thu hút được phần lớn sự đồng tình từ những phía bầu của phái nữ đã bị bắt gặp ngoại tình với thư ký riêng của vợ mình, gây ra cú sốc khá lớn cho dư luận, hiện nay thì họ đang Ờ, phó chủ tịch à bà không sao chứ tôi không sao không sao đâu không đâu không thể nào có chuyện đó bọn họ không thể nào có chuyện đó được không thể nào có chuyện đó lập tức tìm cách xử lý chuyện này ngay cho tôi Tố là người bị gài bẫy hãy mở cuộc họp báo để đính chính chuyện này khẳng định tấm hình đã bị chỉnh sửa Ê. tới thời điểm hiện tại thì bọn họ vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về ông hết nhưng mà báo lá cải đã có những hình gốc bây giờ nếu dùng mở một cuộc họp đính chính thì chỉ làm cho mọi người nghi ngờ ông nhiều hơn tôi không đồng ý chuyện đó tôi tin là nếu bây giờ chúng ta chủ động giải quyết thì sẽ kiểm soát được nếu chúng ta đi sai bước thì chỉ tạo thêm nhiều vấn đề hơn đại diện có thể sẽ phải chịu chỉ trích dữ dội từ phía du lịch đại diện à người này có thể là một chuyên gia về marketing nhưng mà tôi có nhiều kinh nghiệm về những vấn đề chính trị hơn hãy tin tưởng tôi chuyện này thôi được rồi tôi nghĩ trợ lý kim có nhiều kinh nghiệm hơn về vấn đề này vậy tôi sẽ để cậu giải quyết chuyện này đại diện à tôi sẽ tiến hành làm ngay bây giờ Ông ta đang đi sai hướng rồi. Việc mà ông ta đang làm chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. À, ông ta đã quyết định mở họp báo hả? Hơ. Nhưng mà thật sự chuyện này á không phải tốt cho chúng ta hàng sao? Giải quyết ngay được, đại diện không mà không phải bằng tốn chút sức lực nào hết. <laughs> ờ, sao vậy? Hả? Ôi sao Anh cảm thấy tiếc không lẽ vì ông ta là ba của anh hả nhìn thấy ông ta đang đứng trên bờ vực thẳm điều đó cũng không tuyệt vời lắm à... giám đốc à ông ta sẽ phải chịu một cú sốc lớn từ chuyện này cũng không dễ gì đứng dậy nổi đâu à... con nói là ba con định mở hộp báo công bố chuyện gì ba nói là ba sẽ mở cuộc họp báo với những vị đại diện khác mẹ không phải là chuyện đó chuyện của thư ký chung kìa thư ký chung nói là mẹ nó kêu cô ấy tới đó để gặp đối tác mà <laughs> nói như vậy là khẳng định chính mẹ kêu cô ta tới đó hả chuyện gì vậy mẹ không phải là mẹ kêu cô ta tới đó hả bọn họ đang lấy mẹ ra làm cái cớ để phản bội hả mẹ nói cái gì vậy ai phản bội mẹ ý của mẹ là ba nói dối tất cả chuyện này hả Kêu bà của con tới đây ngay lập tức À không Để mẹ tư đi Mẹ Mẹ Buồn ra Mẹ mẹ phải bình tĩnh lại đã Con sẽ tới chỗ ba để Buồn hỏi chuyện đi. này nha Con chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi Ba con sẽ không Buồn ra Mẹ cũng không muốn tin chuyện đó Nhưng con coi Buổi họp báo của ba con không liên quan tới chuyện này Thì tại sao ông ta phải nói dối chứ Tôi đã tin tưởng giao mọi việc cho cậu giải quyết Nhìn xem chuyện gì đang xảy ra Vấn đề càng tệ hơn rồi Dạ tôi xin lỗi đại diện Xin lỗi Xin lỗi là xong chuyện sao Mà nói chuyện với con một lát đi Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa Bà về chuyện buổi họp báo của bà Bây giờ ba đang tìm cách giải quyết đây Ba đang nhức đầu lắm Nói chuyện sau đi Có phải là ba ngoại tình với thư ký chung thật không vậy Cái gì Bây giờ con cũng nghi ngờ ba ngoại tình với cô ta luôn sao Vậy tại sao ba lại nói dối lúc họp báo chứ Nói dối cái gì Mẹ nói với con Mẹ không hề ra lệnh cho thư ký chung làm cái gì hết Con đang nói chuyện gì vậy Thư ký chung nói với ba là Chính mẹ con ra lệnh cho cô ta tới đó mà Vậy ba nói là mẹ nói dối đó, hả nghe có hợp lý không chứ trời ơi sao cô lại có thể làm như vậy với tôi hả sao cô có thể làm vậy chứ phó chủ tịch đây chỉ là hiểu lầm thôi mà tôi thật sự im đi cô nên cảm thấy may mắn khi tôi đang bị mù nếu như bây giờ tôi có thể nhìn thấy cô thì cô không biết tôi sẽ làm gì cô đâu cứ chờ cho tới lúc tôi có thể quay về văn phòng làm việc tôi nhất định sẽ xử lý cô ngay khi tôi hồi phục trở lại như trước đi phó chủ tịch ơi ra ngoài tôi kêu cô ra ngoài đi xin bà hãy nghe tôi giải thích đi mà đây thật sự chỉ là hiểu lầm thôi đi ra ngoài đi ra ngoài đi tất cả hồ sơ phê duyệt đều bị giữ lại cho tới khi mắt của cha sơn hy hồi phục bây giờ cha sơn hy sẽ không bao giờ tin tưởng thư ký của bà ta được nữa vậy bây giờ chúng ta phải tập trung đối phó với cha cân chu thôi tôi cũng muốn giúp nữa chị cứ giao việc cho tôi làm đi được thôi cô có thể đi chung với tôi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị mồi câu cho cha cân chu bắt đầu với việc thả mồi đánh cá chị à em nghe nói chủ tịch bị thương nặng lắm lỡ như bà ấy không quay lại công ty thì sao chắc là như vậy rồi còn có trưởng phòng cha cân chu nữa mà trưởng phòng cha cân chu nữa hả thì đúng rồi trưởng phòng cha trẻ đẹp hơn xinh đẹp hơn hơn nữa còn có năng lực hơn cha sơn hy nữa à, cũng đúng đó trưởng phòng cha cân chu đúng là trẻ đẹp và rất có năng lực em chắc là cô ấy có thể đảm nhiệm được vị trí đó mà không gặp vấn đề gì à, thưa trưởng phòng lúc nãy nhà sản xuất có gọi đến và họ muốn cô làm người dẫn chương trình trong hai tuần cho tới khi phó chủ tịch quay lại công ty làm việc tôi sao không phải chỉ dẫn phần của tôi mà phải dẫn toàn bộ phần còn lại của chương trình hả dạ họ muốn biết là tuần này cô có rảnh không để ghi hình luôn tôi trả lời sao đây <laughs> có vẻ là họ đang rất là lo tôi còn có thể làm gì được chứ cứ nói là tôi sẽ làm dạ đi. vậy tôi biết rồi <laughs> Mình sẽ dẫn chương trình của cha Sơn Hy à, Cảm ơn Cuộc sống ẩm thực của cha Cơn Chu Nghe cũng được đấy chứ Tâm trạng của cô đang rất tốt thì phải à, Anh chị Quang Tôi nghĩ có vẻ như là nữ thần may mắn đang mỉm cười với tôi rồi. Nữ thần may mắn mỉm cười. Trong hai tuần tiếp theo, tôi sẽ dẫn chương trình của cha Sơn Hy. Đây là cơ hội rất lớn đối với tôi. Cô đang cố gắng để giành lấy chương trình của bà ta hay sao? Sao vậy? Tôi không làm được sao? Tôi không những trẻ hơn, xinh đẹp hơn mà còn có năng lực hơn cha Sơn Hy rất nhiều. Lúc nào tôi cũng có thể giành lấy vị trí phó chủ tịch của chị ta. chương trình tv và cả cái ghế này tôi đều có thể dành được hết đây mới đúng là chỗ dành cho mình tài liệu mật đây là cái gì vậy 차경주가 그걸 열어볼까요? 사람이란 동물이 원래 그래 보지 말라면 길을 쓰고 보고 싶어하는 법이거든 내가 괜히 데비라고붙지놨았겠냐 여기서 둘이 뭐예요? 데비는또 뭐고? 아유목으리 아, 하... 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 봤지 미끼 들고 나가는 거? 네 봤어요 미끼 확문것 같은데요? 뭔 소리들하는 거야? 아방해사산 몰라도 돼요 <laughs> 여사님 짱 대외비는 뭐고 미끼는 또 뭐래? 분명히 그 둘이 뭔가 꾸미는 것 같긴 한데 아이고 내가 지금 그게 문제야. 우리 예준이랑 어떻게든 빨리 가까워지는 게 중요하지 집신님어 깜짝이야 여기 아, 계셨군요 아, 아, 하이 여신 여신이 뭔데 하이 여신이 뭐야 어. 이렇게 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 아이그. 이렇게 인사를 해야지 했어요 인사야 뭐 어떻게 하면 어때요 그보다 지난번에 제가 말씀드린 거 있잖아요 손주랑 친해지는 법이요? 네 안 그래도 지금 그거 알려드리려고 여신님 찾아다니던 중이었습니다. 저, 이쪽으로 앉으실까요? <laughs> 네. <웃음> 에, 그, 손주랑 친해지려면, 일단은, 아빠는요? 잠깐 휴게실에 가셨는데 금방 오실 겁니다. 아, 어. 어. 말 끝나기가 무섭게 오시네요. <laughs> 변비야 변비야 나 오늘 우리 여신님이랑 여신님 그게 무슨 소리야? 어? 아빠가 방금 여신님 어쩌고 그랬잖아. 아 내가? 아, 아닌데, 야야 야, 그나저나 너 무슨 일이냐? 일단 앉아봐봐. 아니 뭐 뭔데 그래? 드디어 차승희한테 제대로 반격할 수 있는 기회가 생겼어. 갑자기 그게 무슨 말이야? 뭘로 반격을 하는데? 차승희가 몰래 진행하려던 확실한 투자권이 있는데 내가 그걸 빼돌렸어. 확실한 투자권? 투자 가치가 높은 그림을 은밀하게 들여와서 대파는 건데 바로 현금화가 가능하고 상가격의 몇 배는 이익으로 남길 수가 있어. 몇 배나? 아니 그럼 차승이 그게 지 혼자 몰래 그런 식으로 배를 불려온 거야? 그래. 차승이가 자리를 비운 지금이 우리한테 기회야. 차승이가 자금 마련하는 방법을 알아냈으니까 이걸로 우리가 반격할 자금을 만들면 된다고. 변비 아까 경주가 한얘 말이야. 그것 생각대로 잘 될까? 글쎄요 차 실장님이 잘 알아보신 것 같긴 한데. 어머나. 전무실에 안 계셔서 어딜 가셨나 했더니 여기 계셨네요. 뭡니까 rất muốn xin lỗi ông về chuyện lần trước. tôi thật sự có lỗi với ông Mango. cho nên tôi muốn đền bù cái gì đó cho ông trời ơi xin lỗi tôi làm cái gì sao lại phải đền bù chứ à, tôi nghĩ bà ấy muốn có một cuộc hẹn hò với ông á nè nè hẹn hò cái gì chứ hả bà dì ơi tôi, tôi 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 hoàn toàn không có gì hết đó bà đừng có lo cho tôi nha, cứ tiếp tục làm việc của bà đi ha cha cân chu sẽ phải trả giá cho những gì mà cô ta đã làm nhưng mà tôi lại cảm thấy có lỗi vì cô ta là con gái yêu quý của ông. Trời ơi sao bà cứ đứng nhìn tôi hoài vậy? À, tôi đâu có nhìn gì ông đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ nói với ông tất cả mọi chuyện. À... Vậy thì tôi đi làm việc đây. Ông cứ tiếp tục nha. Trời ơi thiệt là. Sao bà ta cứ thoát ẩn thoát hiện hoài vậy trời à, 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 Cuối cùng có thể đi rồi à, nè. À, nè Cái cậu này giờ quá đi à Thiệt tình à Xong rồi Phó Chủ tịch ơi có rất nhiều phóng viên đang chờ ở bên ngoài làm sao bây giờ phóng viên tới sao dạ bà có cần tôi gọi bảo vệ tới đuổi hết bọn họ đi hay không hay là bà muốn về nhà về nhà có lẽ sẽ tốt hơn tôi không cần phải điều trị thêm nữa chỉ cần về nhà nghỉ ngơi thôi dạ vậy thì tôi sẽ lập tức sắp xếp Bà cứ nằm nghỉ ở đây đi Tôi à, vào bệnh viện lấy đồ rồi sẽ về ngay Ừ, được rồi Anh cảm thấy hình như mẹ rất thích em đó, Chu à Mẹ của anh đã khỏe hơn nhiều rồi Thực sự rất cảm ơn em Bà ấy vẫn chưa biết mặt em thì phải Nhưng mà Mọi chuyện đã thay đổi Một khi bà ấy nhìn thấy em mẹ sẽ chấp nhận em mà không hề có bất kỳ định kiến nào đâu chắc chắn mẹ của anh sẽ không quan tâm những chuyện trong quá khứ của em đâu anh nghĩ vậy sao dĩ nhiên rồi kể cả khi mẹ của anh đã thay đổi suy nghĩ đi nữa thì em cũng đừng có lo anh sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình về em đâu <laughs> không phải là bây giờ anh cần phải đi rồi hay sao vậy mới đó mà đã trễ vậy rồi hả <laughs> À, anh không muốn để cho em một mình trễ bây giờ đó anh đi nhanh lên đi anh biết rồi gặp lại em sao ừ <laughs> đi nha tạm biệt Okay. Alo Cô là ai vậy Đây không phải là số điện thoại của Phó Chủ tịch Cha xuân Hy sao à, Dạ Tôi là người chăm sóc cho bà ấy Cô có chuyện muốn nhắn bà ấy hay sao À Cô chăm sóc bà ấy hả Nói là có y tá Kim gọi điện tìm bà ấy nha Y tá Kim hả À, hiện giờ bà có thể nghe điện thoại được không? Có người muốn nói chuyện với bà. Hình như là y tá Kim. À, ờ, à, 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 cô à, cô đem thứ gì đó cho tôi uống được không? À, dạ, tôi biết rồi. À, y tá Kim hả? Cô có kết quả kiểm tra của ân e chưa? Ân e Là con gái của chủ tịch Người mà Chi Quan từng nói Anh có tìm được thông tin gì nữa không Mọi chuyện đều đúng như anh đã nói Tôi đã đi hỏi chuyện một vài người Và họ đều nói là Không tìm thấy bãi ở địa điểm ghi nhận Chẳng lẽ Bà ý đã tìm được Ở tập đoàn Đê Văn Ờ Bãi xe của tập đoàn Đê Văn hồng quỳnh đô ông ta đã cố tình thay đổi địa điểm vì không muốn công chúng biết về bà ấy nhưng mà làm sao chúng ta có thể chứng minh được điều này ta nói chuyện với nhân viên bảo vệ mặc dù cũng có thể ông ta đã bịt miệng họ rồi nhưng mà nếu chúng ta đào sâu có thể sẽ tìm được gì đó à. nếu mà chúng ta đào sâu ủa anh đi đâu vậy văn phòng hồng quỳnh đô nếu đào sâu thì sẽ được thôi cậu có tìm ra cách nào để giải quyết được chuyện này hay không liệu tôi có cần thêm một bài phỏng vấn chuyện đó chỉ vô ích thôi vì không ai tin vào những gì ông nói nữa đâu vậy là không còn cách nào giải quyết sao ý của tôi là bây giờ ông không thể nào giải thích theo cách của mình để thoát khỏi chuyện này được đâu nếu tôi không lên tiếng giải thích, cũng có nghĩa là tôi xác nhận chuyện đó rồi. Tôi cần chứng minh mình trong sạch. Một người đang chối bỏ việc ngoại tình, thì người ta sẽ càng cho rằng người này vẫn đang cố nói dối để bào chữa cho mình. Cách giải quyết tốt nhất là kéo được vợ của ông vào trong chuyện này. Chỉ cần bà ấy ra mặt thì ổn thỏa thôi. Kéo vợ tôi vào chuyện này? Phải. Mọi người sẽ cảm thấy bà ấy là một nạn nhân. Và nếu như chuyện này có dính líu tôi bà ấy thì ông sẽ có thể dễ dàng kiểm soát Nghi vợ tôi sẽ không đồng ý làm chuyện này đâu trong lúc không muốn đô lo lắng về chuyện của cha sơn Hi mình phải tìm ra sự thật về mẹ mình bây giờ anh muốn tôi làm cái gì chứ phỏng vấn sao anh đã nói với em đó chỉ là hiểu lầm thôi mà anh đang rất bực mình vì những tờ báo lá cải cứ tung tin đồn bậy bạ. <laughs> thật sự anh không nói dối tôi chuyện đó hả? Mình à, tôi không thể tin được nữa. Anh đã phản bội tôi và mở cuộc họp báo về chuyện đó. Sao anh còn nghĩ tôi tin anh được chứ? Anh giải thích mọi chuyện hết rồi. Anh không biết tại sao thư ký chung lại nói dối về chuyện đó. Những cái hôm đó anh thật sự có một cuộc họp quan trọng ở khách sạn đó mà. <laughs> Bây giờ anh đang cố qua mặt tôi sao? Anh cố tình Chọn địa điểm khách sạn đó Để che giấu việc hẹn hò với cô ta Cái gì Mình đang nói chuyện nghiêm túc đó hả Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa Ra ngoài đi Tôi thấy thật may mắn Khi bây giờ tôi không thể nào nhìn thấy mặt của anh Anh biết là bây giờ Mình có vẻ đang xúc động về chuyện này Nên chúng ta hãy Nói chuyện này sau khi anh đi công tác về đi Hy vọng là mình Sẽ suy nghĩ chuyện này tới khi anh về đại diện Hồng thật sự đi công tác rồi hả? Tất nhiên rồi, mọi người sẽ nghi ngờ hơn nữa nếu như bây giờ ông ta quản chuyến công tác lại. Ừ, có lẽ anh nói đúng. Anh nói chuyện với đội bảo vệ chưa? Rồi. Ờ, nhưng mà không mau được thông tin gì hết. Nếu như mẹ của tôi thật sự ngất xỉu ở trong bãi đậu xe, nhất định là có người nào đó đã chứng kiến được sự việc này rồi. Nói vậy nghĩa là đại diện không có đây không? Anh tới đây có chuyện gì? À, anh đây là thư ký mới hay là bạn của ông ta? Anh tìm ông ấy có chuyện gì không? Chỉ là <laughs> tôi cần nói chuyện trực tiếp với ông ta. Ừ. Bây giờ ông ấy đã đi công tác rồi. Nếu có chuyện quan trọng muốn nói với ông ấy thì tôi có thể chuyển lời. Chắc phải vậy rồi. Anh nói lại với ông ta, tôi tới đây vì đoạn phim trong hộp đen 4 năm về trước. <laughs> cứ nói như vậy ông ta sẽ hiểu liền à còn nữa nói với ông ta có thể liên lạc với tôi qua số này Hử? Ừ. tạm biệt chuyện gì vậy ờ, cái gì đây Chưa... <laughs> mình chắc chắn là cha sưng hy đã giấu con gái của chủ tịch ở đâu đó rồi. Làm sao mình lấy được số điện thoại của y tá kim trong điện thoại của bà ta đi. À, anh có nghĩ là người đàn ông nói về đoạn phim đó đang nói sự thật không? Anh ta khá liều lĩnh cho nên tôi chắc chắn phải có qua lại với hồng môn đô. Không phải anh ta đang cố tống tiền hồng môn hô Hồ chứ? không biết anh ta có ý định gì chỉ cần mình lấy được bằng chứng từ tay của anh ta là được rồi ngay trước khi Homudo đi công tác trở về dạ thưa đại diện bây giờ ông đang ở văn phòng sao dạ tôi biết rồi tôi sẽ tới đó ngay lập tức không phải là ông ta đang đi công tác hả hình như ông ta đã trở về rồi tôi cần phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra mới được tôi không cần theo hả ê hey. Hey, mấy con người đáng ghét Họ không nói bất kỳ gì trước mặt tôi hết, nhưng họ lại đi nói xấu sau lưng của tôi. Ông không nên để ý những loại người nói xấu sau lưng ông làm gì? À, đương nhiên là tôi phải làm vậy rồi. Sao tôi có thể phí thời gian vàng bạc của mình để làm cho họ hài lòng? Á? Chuyến công tác của ông lần này diễn ra có ổn không gì? Hả? À, 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 tôi không thể nào tập trung được. Bởi vì những tin đồn nực cười đó Nên bây giờ Mọi người đang cố tránh tôi Càng xa càng tốt ừ. <laughs> Không thể tin những người cư xử như vậy Lại là chính trị gia đó <laughs> à, Tôi cũng thấy y chang như vậy đó Họ đều là những kẻ đần độn Bất tài, vô dụng ừ. à, Cậu cũng nên làm vài ly đi ừ. à, Tôi không muốn đâu Tôi còn phải chăm sóc cho ông nữa Hả à. À tôi rất thích thái độ của cậu <laughs> thật ra thì hôm nay có mấy người tới văn phòng kiếm ông nói là có chuyện rất quan trọng Ê, mấy kẻ lừa đảo đó sao có thể nói xấu sau lưng của tôi được sao <laughs> ờ, đại diện à Ôi trời ơi à, Đại à, diện à. Ông đã tỉnh táo chút nào chưa vậy? Về tới nhà rồi nè Hả? À, nhà? À, ông nên đi lên lầu thôi Đó à, Chúng ta làm già ly nữa chứ Phu nhân của ông đang nghỉ ngơi trong nhà mà Bảy sẽ không vui Khi biết tôi ở đây đâu hey, Đây đâu phải là nhà của một mình cha Sung Hy Không sao hết Chúng ta uống vài ly đi à, Đại diện à ờ, Tôi đã nói là không có sao mà ừ, Bác ừ. Hôm nay đại diện có uống rượu hơi nhiều Nên cậu lo cho mấy đi À, à khoan Cậu tính đi đâu Còn phải làm vài ly nữa mà Sợ so hết Kêu cô giúp việc chuẩn bị rượu Đem vào phòng làm việc cho bà Bà à, Cậu đi theo tôi Theo tôi vào đi, Chúng ta làm thêm vài ly đã à, Nước à, à, Nước đem nước tới cho tôi. Dạ, để tôi đi lấy nước, ông à. chờ tôi chút nha. À. Sao anh lại tới đây nữa? Tôi không tới đây vì cậu nên đừng lo. Nếu không phải vì tôi, không lẽ anh tới đây vì Trung Quân hả? Ý cậu nói là cô Trung Quân đang ở đây sao? Chắc không phải là anh đang ngạc nhiên chứ? Tôi không biết là tại sao anh lại muốn tới nhà tôi. Nhưng tôi muốn anh đi ra vì không ai chào đón anh hết. À, tại sao cô Trung Quân lại có mặt ở đây? Cô ấy chăm sóc cho mẹ tôi sao hả? Cậu nói cái gì? Đó là ý của Trung Quân. Cô ấy muốn tự mình chăm sóc cho mẹ của tôi. Bây giờ thì anh đã biết trái tim của cổ đang nằm ở đâu rồi đó. Trung Quân là người chăm sóc cho cha Sơn Nghi sao? Cô đang nghĩ cái gì vậy hả chú quân Làm sao để mở được điện thoại của bà ta đi <laughs> Mẹ của anh ngủ rồi hả Dạ Mới ngủ lúc nãy <laughs> Nhưng mà sắc mặt của anh bị sao vậy? À, bà của anh uống sai quá. Xúc chi quan đã đưa mấy về. Là xúc chi quan đưa đại diện về nhà. Không phải là ông ấy đang đi công tác hay sao vậy anh? À, bà của anh về sớm hơn dự tính thì phải. Hình như không Môn Hô vẫn chưa phát hiện ra mình là người chăm sóc cho cha Sơn Hy. Nếu lỡ đụng phải ông ta, kế hoạch của mình sẽ bị phá hủy mất. Hình như em không được khỏe hả Trung Quân? Nè, nếu như em có mệt đó thì về nghỉ ngơi sớm đi. Vậy em về nghỉ ngơi nha. Ờ, em cảm thấy hơi mệt một chút. Tất nhiên rồi. Mẹ của anh cũng đã ngủ rồi, chắc sẽ không sao đâu mà. Anh sẽ đưa em về nhà. À, không cần đâu. Em về một mình được mà. Mẹ của anh có thể thức bất cứ lúc nào. Anh nên ở đây chăm sóc cho bà ấy đi. Vậy thôi, em về nha. à, Chi Wan Đi đâu rồi à. 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 à? Là ai vậy À, à. Ê, à. 嗯嗯。Uh. Huh?